đây đang quay đấy hả? Là quay rồi. Cháu này nó ở nhà con là không được, cháu làm giấy dưới tay áo bạn đấy tôi cơ quen tao làm rách quá để đâu lúc này đấy bạn ai chưa có để ý tìm đây bà đứng đây, bà đứng đây. Bán này, bán này. Đứng 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 đứng. Sao nào? Vừa qua sự giới thiệu
hôm nay có cái lễ ngoại và lễ chụp cưới. Tôi đại diện cho họ nhà gái xin nhận lễ của họ nhà trai. Xin cảm ơn mời tất cả các đứa con ông bà ăn nhiều uống nước để làm công việc cho các cháu. Qua sự công đức của hai gia đình cho các hai cháu của tổ lên mà để lên thắp hương được thắp hương Hay là như thế nào?